13 mạng 100k, ok phải không vậy? Ông Nam là 11 mạng 100k với ông thì 13 mạng 100k nữa là 200k hả? Phải không vậy? Phải, ok ok, nhận nha, nhận nha. Ván này win trên 10 mạng 500k nha anh, phải không vậy? Phải không vậy? Sao nhiều quá vậy? Trả trước không đủ 13 mạng tôi đi ngủ với đâu. Ok Ngọc ơi đâu, ai trả cho 100.000 nhận của ông nào nè? Lê Ngọc Sơn. Ok nha, Lê Ngọc Sơn là bao nhiêu mạng Mỹ? 13 mạng, ok ok ok. Cảm ơn Lê Ngọc Sơn nha. Ông nào nữa nhỉ, ông nào nữa nhỉ? Sang Nguyễn đâu, 10 mạng 500k đâu. Còn ông nữa Phương Nam nữa. Game này em giúp anh lấy ba cái kèo kia đi, Garnet. 15 mạng đó em. Còn đủ mẹ thì sao bù tiếp. Game mẹ tôi để tôi mắc go nha. Chạy lên là 2 2 30 2 30, có một mạng, 2 30 có một mạng nha. 2 30 có một mạng, còn nếu mà vô thế đẹp luôn 2 mạng. Còn 2 30 có một mạng sẵn. Ok. Don't worry, I'm not the magic artifact police. Một mạng, mới có 2 phút thôi, gần nó xuống. Ừ. 2 mạng. Không có quen nha, đừng kêu chuyện gì nha, không có quen nha, không có quen nha, 2 mạng nè. Chuẩn bị 3 mạng luôn nè. Nice. Cộng 2, ok. Pha mạng. Lọ khe. Trời ơi, trời, tôi nói thiệt chứ. Á, à, tim tôi kìa, trời ơi, hết game tôi ép hết luôn được không? Hết game tôi ép hết những con người này được không? Cái gì mà dễ thương quá vậy? Phải nồi. Quỷ gần như sắp dễ thương quá vậy. Anh yêu các em. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Sáu mạng. Nó quýnh kìa, đúng khùng đúng không anh em? Tôi tưởng nó có người sau lưng không à. Quỷ này nó bị gì á? Không có ai, nó cũng quýnh láo nữa. Làm nãy giờ gán thì ra là nó bị khùng. Chọn cái chết á. Dễ thương. Ồ không, 050 kìa chứ mà. Quỷ kia nó 050 kìa. Cái đầu xanh.
Má xong thì wow. Thôi thôi, mấy ông kia cũng sủi nữa rồi, chơi kỳ thì chứ. 21 mạng rồi. À, bị dụ rồi anh em ơi. Dính 7 rồi. Sủi rồi. Hai ông kia cũng sủi rồi. 25 mạng 500k nữa hả? Mấy ông chơi mấy ông sủi không à? Giận mấy ông rồi. Này, ủa. Ủa à. Ờ. Nãy sao? Rồi rồi, 25 mạng 500k nè, đâu 25 mạng nè, đâu 30 mạng 1 triệu, có mỗi sơn lý tính thôi, nản.
cái đậu xanh á. Có 30 mạng rồi đó, không chịu đâu hả? 30 mạng rồi nè, chịu đâu? Rồi chưa, có chưa? Rồi chép banh chưa? Chép banh nha. Rồi, chép banh có cái nịch. Mấy ông thì tệ, mấy ông thì dám chơi đồ đâu.